Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nấu ăn của Tú Lê miền Tây. Hôm nay thì mình chia sẻ đến các bạn một cách làm bánh bèo ngọt, nhân đậu xanh và mình ăn kèm với nước cốt dừa rất là béo ngon luôn. Cách làm đơn giản thôi là mình đã có một cái món bánh tuổi thơ để ăn rồi. Bây giờ thì mời các bạn vào bếp cùng mình nhé. Và đầu tiên ở đây mình sẽ có những nguyên liệu như thế này. Mình sử dụng 320g bột gạo và mình sử dụng bột gạo hạt to nha các bạn. 80g bột năng. 120g đậu xanh mình đã ngâm cho nở mềm nha, để khi mình nấu á nó sẽ nhanh mềm hơn nha các bạn. Đường thốt nốt mình sử dụng là 200g. Và nước cốt dừa đậm đặc mình sử dụng 100ml. Tiếp theo thì ở đây mình sẽ làm phần nước cốt dừa để chan ăn. Và mình sử dụng 500ml nước cốt dừa đậm đặc phát ra từ trái dừa nha các bạn. Thì mình làm cái cốt dừa nó mới ngon và béo. Đường thì mình sử dụng 130g. Thì theo thì các bạn có thể gia giảm theo khẩu vị ngọt của mình. 1/4 muỗng cà phê muối và 1 muỗng rưỡi canh bột nếp nha các bạn. Mình thường hay nấu thì mình để bột nếp để cho nó có một cái độ sánh ngon, mà mình ăn lâu nó cũng không có bị vữa nha. Trước tiên thì mình sẽ đi làm cái phần bột trước nha các bạn. Mình cho bột gạo, bột năng vào một cái tô bự. Rồi sau đó mình trộn lên. Rồi mình sẽ cho cái phần đường vô luôn nha các bạn. Ở đây mình sử dụng đường thốt nốt cho món bánh của mình nó được thơm và ngon hơn, mà nó cũng lên cái màu đẹp nữa các bạn. Ở đây mình chuẩn bị là 500ml nước lọc. Và cái nước này hơi ấm ấm thôi các bạn, không có lạnh ngắt luôn nha. Hơi ấm và cũng không quá nóng. Để mà mình trộn bột lên, mình cho vô từ từ thôi. Tại vì mỗi cái loại bột nó sẽ có cái độ hút nước khác nhau. Nhiều khi mà mình cho vô nhiều quá, cái bột mình nó lỏng thì nó không ngon, mà đặc quá thì nó cũng không được. Cho nên là mình chia ra ha, mình cho vô từ từ. Rồi cứ như vậy mình trộn lên ha. Nước ấm ấm là giống như là cái nước mà mình tắm cho em bé vậy đó các bạn. Nó hơi ấm ấm như vậy thôi nha, để cho cái bột của mình nó nở ra. Rồi mình trộn đều lên. Trong trường hợp mà nó có lỏng quá thì các bạn cũng có thể thêm một ít bột gạo vào. Mà nó đặc quá thì mình có thể thêm một chút xíu nước vào ha. Thì cái món bánh này làm cũng rất là dễ các bạn. Mình trộn như thế này thì bột nó sẽ chưa có mịn hẳn đâu. Tiếp tục thì mình sẽ cho hết cái phần nước cốt dừa mà mình đã chuẩn bị, cho hết vào luôn nha các bạn. Sẽ giúp cho cái bánh của mình nó được béo hơn. Rồi mình sẽ lọc qua một cái rây như thế này thì bột của mình nó mới mịn được nha. Đó, mình tán ra các bạn là nó sẽ rời ra hết trơn à. Bột khi mà mình làm xong và mình sẽ để sang một bên đi, để cho nó nghỉ và nó nở, mình sẽ đi làm phần nước cốt dừa. Rồi mình cho hết phần đường vào một cái nồi ha. Rồi mình cho cả bột nếp vào. Một chút xíu muối vào. Và tiếp theo là nước cốt dừa. Tùy theo là cái độ ngọt các bạn thích hoặc là các bạn không thích, các bạn có thể gia giảm cái lượng đường nha. Sau đó mình chỉ việc trộn đều lên nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ nấu sôi lên. Mình quậy một chút xíu thì cái phần đường và bột nó sẽ tan ra hết nha. Phần nước cốt dừa này mình cũng không cần nấu lâu nha các bạn. Vừa thấy nó sôi lên và có một cái độ sánh là mình tắt bếp được rồi, không cần nấu lâu. Đó các bạn thấy nè, rất là sánh luôn và rất là thơm ngon. Đó, như vậy là được rồi đó các bạn, không cần nấu lâu nha. Rồi bây giờ mình tắt bếp và mình để cho nó nguội ha.
Tiếp tục mình sẽ đi nấu cái phần đậu xanh. Thì mình cứ việc cho đậu xanh vào nồi và các bạn cho nước vào hơi xăm xắp nha. Đó, cho hơi nhiều một chút nè. Rồi mình cứ việc nấu sôi lên các bạn, nấu đến khi nào mà mình thấy cái phần đậu xanh của mình nó được mềm ha các bạn. Mềm và rút nước xuống luôn nha, chứ không có lỏng bỏng nước nha. Có bọt thì mình sẽ vớt bọt bỏ đi. Sau khi mà mình nấu được một hồi thì các bạn sẽ thấy là đậu xanh mình nó sệt và nó mềm như thế này là được rồi. Rồi tắt bếp luôn. Tiếp tục ở đây mình sử dụng là cái khuôn này nha các bạn. Khuôn này là khuôn làm bánh bèo ngọt á. Cái mình lấy một ít dầu ăn nè, cái mình chay lên. Đó, mình để lên như thế này. Mình phết lên đó các bạn. Để khi làm bánh nó sẽ dễ lấy ra hơn và không có bị dính khuôn nha. Thì mỗi một lần mà mình làm xong cái mẻ bánh này và tiếp theo những cái mẻ bánh khác thì mình cũng phết lên một ít dầu ăn như vậy, sẽ giúp cho cái bánh của mình nó không bị dính vào khuôn và dễ lấy hơn. Và mình đã cho vào cái nồi hấp nha các bạn, cho nó sôi lên đi rồi mình mới đổ bột vào. Cho vô cái ca thì trước khi mà mình cho bột vào ca để cho vào khuôn á, thì mình nhớ khuấy cái phần bột lên nha. Khuấy bột cho đều lên đi rồi mình hả đổ vào khuôn nha các bạn. Bánh bèo ngọt á, thì một cái bánh nó sẽ rất là mỏng các bạn, nó không có dày nha. Cho nên là các bạn thấy cái khuôn của mình nó hơi cạn một chút á. Rồi mình sẽ đậy nắp lại và mình hấp tầm 2 phút rưỡi nha các bạn, hoặc là 3 phút nha. Sau đó mình sẽ mở nắp ra, cái bánh này thì nó cũng rất là nhanh chín luôn. Mình cứ kiểm tra mình thấy bánh chín là được. Đó các bạn coi cái bánh chín rồi nè, chóc lóc luôn. Tại vì nó mỏng đó các bạn cho nên nó nhanh chín lắm luôn. Rồi mình lấy cái dĩa nè, cái một cái muỗng á, mình vừa lấy cái mình vừa kẹp vô như thế này. Tại vì cái hơi nóng thì mình cũng hơi quen tay cho nên là cũng không sao. Còn đối với các bạn mà không có quen á thì cũng cẩn thận nha, không thôi thì sẽ bị phỏng tay đó các bạn. Wow, rất là ngon nè. Khi mà mình để vào đây á, các bạn thấy nó hơi đục đục nhưng mà không phải nha. Khi mình lấy ra rồi cái bánh mình nó trong lắm, nó nguội lại thì nó sẽ trong hơn nha. Chứ mình nhìn mình thấy đục đục mình tưởng chưa chín. Rồi bây giờ thì mình đã cho ra dĩa rồi nè các bạn. Đậu xanh nè thì mình cũng cho ra dĩa luôn. Mình sẽ lấy một cái muỗng nè, các bạn thấy mình tán ra cái là nó mềm ra ha. Đó, như vậy đó. Cái mình lấy một ít đậu xanh mình để lên cái bánh của mình nha. Ít hay nhiều thì tùy theo sở thích của mình, cứ việc cho lên nha các bạn. Bánh mà mình làm từ đường thốt nốt nó lên một cái màu đẹp, rất là đẹp luôn nè. Mà cũng có một cái mùi thơm thoang thoảng, rất là ngon luôn. Rồi như vậy là đã xong món bánh bèo ngọt, đậu xanh ăn kèm với nước cốt dừa của mình rồi đó. Đây các bạn coi nè, mềm mịn và ngon, rất là ngon luôn. Rồi mình ăn á, mình sẽ chấm kèm với lại nước cốt dừa như thế này nha. Thì các bạn cũng thấy là nước cốt dừa của mình nó sánh ngon nha các bạn. Đây rất là sánh luôn. Khi mà mình để lâu á, mình ăn mình để lâu nó cũng không có bị vữa đâu. Cho nên là các bạn nên sử dụng là bột nếp, không nên sử dụng bột năng nha. Bột năng là mình ăn cái nó bị vữa hết luôn á. Rồi video của mình đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Yêu quý thì hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt mọi người. Nhớ cho mình một bình luận bên dưới và một đăng ký kênh. Bấm vào cái chuông để nhận thông báo những video kế tiếp của mình nha các bạn.